Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả các anh em bán cái đồng token RLE này sang TRX. Rồi anh em có thể rút TRX về về sàn Coinbase 24, các anh em có thể bán ra giữa 5 đồng tất cả anh em. Vì đây mình được hỏi mình đã về được 3.500 rồi, mình đã bán swap rồi nên mình mượn của một người bạn mình 20 token TRX để mình hướng dẫn cho tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn nhấp vào đi market nè. Ủa đi Cursor chứ. Chỗ này nè các bạn. Rồi đây có thì có một Uni swap nè các bạn. Các bạn việc swap qua thôi. Rồi các bạn chờ cho nó lót chút xíu nha các bạn. Thì nó ra một cái mục swap gì, tất cả anh chị chọn vào một dấu chỗ này nè các anh chị. Anh chị bấm vào GLE. GLE. Rồi anh chị bấm vào chỗ này nha. Rồi thì nó hiện số dư của tất cả anh chị nằm chỗ này nè. Rồi cái dòng thứ hai dưới đây anh chị nhấp vào TRX nha tất cả anh chị. Rồi đây thì cái số này anh chị muốn nạp bao nhiêu thì nạp, còn muốn chay qua TRX hết thì anh chị bấm mát nha tất cả anh chị. Rồi ở đây thì số tiền của mình nhận được là 0.006 TRX nè. Đây thì số dư của em. Phí thì nó gọi anh chị bấm swap thôi nghe tất cả anh chị. Đây thì mình hướng dẫn cho tất cả anh chị làm demo thôi nghe. Tất cả anh chị hiện tại giữ cái đồng token GLE này đừng có nên swap liền nghe tất cả anh chị. Giá nó đang lên đó, nó sẽ lên lại thôi. Tại hiện tại thì giá nó quá bèo rồi. Rồi anh chị bấm vào confirm swap nè. Của em là hồi nãy là 71.315 ha. Rồi anh chị bấm người continue nha tất cả anh chị. Rồi anh chị bấm vào password nè. Rồi password gì, password em che lại nghe. Password dí cho link của mình á. Rất là dễ dàng nha tất cả anh chị. Thà thì em tắt em nhập mật khẩu vào. Rồi tất cả anh chị bấm done nha tất cả anh chị. Rồi chờ nó lót chút xíu. Rồi tự động swap nghe tất anh chị. Rồi đang gì vậy là thành công nghe tất anh chị. Rồi tất cả anh chị kiểm tra là một cái ví của mình có nhận chưa tất anh chị. Chỉ thoát ra là. Rồi mình đã nhận được nghe tất anh chị. Rồi đây. Vào. Rồi nghe tất anh chị. Anh chị swap xong thì GLE mình nó đã giật. Tất cả anh chị sẽ swap lại như cũ nha tất cả anh chị. Vậy video em kết thúc nha tất cả anh chị. Sau khi nó về TRX rồi anh chị có thể rút của TRX này lên sàn Coinbase 247 anh chị bán gì 5 đồng nha. Vậy video em kết thúc nha tất cả anh chị. Vậy bye bye, chào tạm biệt tất cả anh chị. Hẹn tất cả anh chị vào những video clip tiếp theo từ em nhé.